một sao nữ V-biz xác nhận được bạn trai bác sĩ cầu hôn ở Pháp. Tối ngày 4 tháng 5, người mẫu Tuyết Lan công bố những khoảnh khắc được bạn trai là bác sĩ Nguyễn Thị Khánh cầu hôn khi cả hai có chuyến đi ở Pháp. Tuyết Lan đã gật đầu đồng ý khi người yêu quỳ gối cầu hôn trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tuyết Lan và vị hôn phu làm nghề bác sĩ đã có hơn 2 năm bên nhau trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Tuyết Lan từng chia sẻ Nguyễn Thị Khánh chính là người đã chữa lành sau khi cô trải qua cuộc hôn nhân đầu thất bại. Thời gian đầu, Tuyết Lan từ chối tình cảm của bạn trai vì cảm giác bản thân còn trông chênh, sợ ràng buộc sau khi vừa ly hôn. Tuy nhiên, chính sự chân thành, kiên nhẫn và tâm lý của bác sĩ Nguyễn Thị Khánh đã khiến Tuyết Lan mở lòng thêm lần nữa. Tuyết Lan công khai yêu đương vào năm 2021, khi đó cô chia sẻ, em dường như không tìm kiếm điều gì khi mới gặp anh. Nhưng hóa ra anh lại là mọi thứ em đang kiếm tìm. Tuyết Lan được biết đến là Á quân Việt Nam S Next Top Model mùa đầu tiên. Tuyết Lan từng trình diễn nhiều lần ở New York Fashion Week, trong đó có show của nhà thiết kế Elie Tahari, Park Chun-woo. Nữ người mẫu từng lên xe hoa với một doanh nhân Việt Kiều, nhưng đã chính thức xác nhận ly hôn vì bất đồng quan điểm vào năm 2020. Sau đó, cô sang Singapore bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian gần đây, Tuyết Lan vẫn duy trì công việc người mẫu và còn ra mắt tự truyện